เจอจุดอ่อนของมันแล้วTôi vừa trải qua một cái bộ phim rất là tuyệt vời. Thật sự đây là một bộ phim là cho anh Đào rất là nhiều cái cảm xúc cũng như là một cái sự gần gũi. Rồi sau khi xem phim thì giống như là bầu trời tuổi thơ nó được trỗi dậy. Bước ra từ rạp phim thì hình như nước mắt đã rơi tới bây giờ vẫn còn. Ý là chắc rất nhiều người sẽ là đang khóc. Điều mà Hằng cảm thấy thích nhất trong bộ phim này đó là cái hình ảnh và cái tính nhân văn của bộ phim. Cảm xúc rất chân thật giữa các diễn viên. Cảm xúc rất mạnh. Cái bộ phim nó trải qua nó không phải là một năm, hai năm, ba năm mà nó là cả một quãng đời để cho một người anh có thể là ích kỷ cho đến vô tâm và nhận đâu ra đó là giá trị đích thực. Thật sự là nó cực kỳ đắt giá và nó cực kỳ tác động tới những người đã từng trải qua những cái cảm xúc như vậy. Mình tại vì mình cũng là anh hai. Cảm xúc của Chung sau khi xem trong bộ phim được diễn tả bằng ba từ đó là cảm động, mong ước và thỏa mãn. Hài hước, cảm động và nhân văn rồi. Bất ngờ, vui, cảm động. Hài hước, ấm áp, bất ngờ. Đáng yêu, quá dễ thương. Hài hước, lầy lội nhưng tình cảm. Dễ thương, hài hước, cảm động. Dễ thương, hài hước và xúc động. Nếu như là bạn bỏ tiền vào rạp xem phim, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy bạn đã chi trả cho một việc vô cùng xứng đáng. Đã rất lâu rồi mới có một bộ phim gia đình rất là ý nghĩa. Một bộ phim nói về tình cảm gia đình rất là hay và rất là cần thiết cho tất cả mọi người. Ông Anh Trời Đánh Brothers of Year sẽ chính thức ra rạp vào ngày 6 tháng 7 năm 2018 trên tất cả các rạp trên toàn quốc, đặc biệt là tại hệ thống rạp Galaxy. Mọi người hãy cùng ra rạp vào ngày 6 tháng 7 để đón xem bộ phim tuyệt vời Brothers of Year.